Chào các bạn. Bữa nay mình đi đi hái trái cherry. Mình dẫn các bạn vô coi nha. Đi theo mình nha các bạn. Bảo tàng, đi theo bảo tàng. Coi nè các bạn. Nhiều lắm. Để lấy thang. Vô đây á hả, hái ăn cho đã đi về hái ha. They're beautiful. Các bạn thấy không? Nhiều lắm, nhưng mà người ta hái cũng nhiều lắm rồi. Người ta hái nay cũng hơn cả tuần rồi mà mình không có rảnh để mình đi á, tại mình đi cắm trại á. Bữa nay mình đi là đã muốn hết rồi đó các bạn. Các bạn nhìn thấy mê ha, nhìn ham dễ sợ luôn á. Ở đây chắc nó có cái gì mà để cắm chim không ăn á hay sao mà chim nó không có ăn nhiều. Còn nhà mình nó hả? Đem cái điện thoại. Chim nó ăn gần hết luôn. Chị không có đem điện thoại hả? Đã biết đi hái dâu, đi hái cherry mà không chịu đem điện thoại theo. Bảo tàng đi lấy thang để bảo tàng làm cái gì vậy không đây, biết. Đây mình lấy thang. Các bạn ơi, để mình leo lên. À, các bạn biết không, cái này á, là bảo tàng là em có bảo chung mà con rể của là ngang tàng á. Con rể ngang tàng. Mình lấy thang các bạn ơi, mình lên. Ngang tàng giờ đã nằm rồi, nằm mấy năm rồi. Hết ngang rồi. Ngang tàng nằm rồi, bây giờ tới tới bảo tàng. Bảo tàng ngồi dậy. Bảo tàng giờ ngồi dậy. Đây các bạn, con biết tôi nè. Thì nằm cũng là đúng như chị vậy, tại vì á, ba em đâu còn ngồi nữa đâu, ổng nằm lâu rồi, nằm xuống đất á. Không, cái này, cái này nằm là nằm xuống đất á, là ba mình đã mất mấy năm rồi, 4 năm rồi. Cái đó khỉ đó. Coi nè, mê không? Wow. Ở ngoài đó nó cũng để sẵn hơi lạnh lạnh. Người ta hái người ta phải bỏ vô đông lạnh trước rồi, tủ lạnh rồi người ta mới đem ra chợ người ta bán đó chị. Đẹp luôn. Chị Lon. Cháy quá chừng luôn ở đây nè chị Lon. Này mà bác Thảo nó qua đây nó mê lắm, bác Thảo nó mê. Này ở Việt Nam á mấy trăm ngàn một ký, có trong khi bên đây có đồng mấy thao à. Của người ta nè. Lớn mênh mông luôn. Giờ bắp cao quá mình quay không được. Quá chừng chưa? Cái này sao nó không có chim ăn ha chị Lon, sao nhà mình trồng chim nó ăn hết trơn à? Bạn cái này đó là mình chỉ cần hả miệng ra là mình táp luôn chứ khỏi cần hái luôn á, nó thấp ở dưới nè, các bạn thấy không? Hả miệng ra táp luôn. Anh Thắng anh làm dữ ha, hái nãy giờ được nhiều chưa không biết. Dạ. Chưa. Mời các bạn. Bây giờ mình ngồi nghỉ đang lên. Mời các bạn ăn nha. Ơi mưa ớt rồi nằm. Nhìn anh Thắng giống trung hành quá ha, nhưng mà hơi ốm hơn trung hành chút. Ngọt lắm. Trung thành hay là trung hành? Bên này nó chín nó đen luôn á, nó đen như vậy là chắc là nó ngọt hơn nè. Giờ Kevin cũng leo lên luôn rồi, bắt thang leo lên luôn rồi. Cái cháy quá chừng luôn mà hả, không biết lựa trái nào mà hái luôn á các bạn. Thành ra đứng dầm 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 không à. Nhiều quá. Chơi cho một họng đi. Dưới đó cũng có người đi hái đó các bạn, họ dắt con họ vô đây họ hái đó. Mấy người này là mấy người mễ á. Các bạn coi cái thân cây cherry này nó lớn dễ sợ không, chắc là nó lâu năm lắm rồi đó. À, nhìn ở bên trên này nha đó.
Em nghĩ là nó lão quá đó, nó lớn quá rồi, nó chặt bỏ nhiều rồi nè các bạn. Bên kia nó mới trồng kìa. Bây giờ bắt đầu là tại mình đi hơi sớm á, bây giờ bắt đầu người ta vô rồi nè, các bạn thấy không? Đông ghê không? Nít không à, dắt con nít vô đây hái cho nó vui. Ở đây cái cây này nè, cái chỗ này là trái nó ít nhưng mà mình nhìn trái nó bự. Lấy thang là đây hái nè, anh Thắng nhìn trái nó bự nè, mấy chỗ kia trái nhỏ lắm. Anh kêu Kevin là đây giùm em luôn. Cây đó trái bự hả anh Thắng? Trái bự không à. Trời ơi, các bạn coi cái cây này thấy ham dễ sợ không? Trái quá chừng luôn. Trời ơi, coi nè. Quá chừng luôn các bạn ơi. Cái này nằm xuống ăn được nè các bạn. Đó. Nằm xuống á. Ông leo lên cái cấp cây này ngồi có lý quá ha. Ông ngồi ông ăn luôn trên cây này nè. Mời các bạn ăn nha, lên đây. Ai bỏ muối vào xe. Hả? Ai muốn ăn không? Ăn thì anh Thắng anh hái, ảnh gửi về cho. Đặt ảnh đi. Đợi bao nhiêu ký? Mình hái mình gửi về. Ừ. Cho mình địa chỉ nghe. Anh đem tới nhà, anh giao tới nhà luôn á. Khó đờ. Cho mình địa chỉ. Gốc cây chẳng ba, ông ngồi ông lấy cái thùng che lại sợ lò bao tử. Tôi ăn no quá. Chào các bạn. Hả? Xin chào các bạn. Chào các bạn. Chào tất cả. Chào các bạn. Còn chào các bạn. Nhiều khi Kevin nói chào các bạn giống như là chào các đảng vậy đó. Nghe giống giống là chào các đảng vậy đó. Đây giống với cây bonsai không các bạn? Nhìn y như cây bonsai luôn. Nó nhỏ mà nó trái quá chừng luôn. Đi ăn thử. Cây cây nó ngọt. Mấy chục cây rồi mà. Cái này mình làm bonsai được anh Thắng ha, nó nhỏ nè. Bạn coi người ta hái, người ta bẻ nguyên một cái nhánh, người ta liện luôn xuống đất như vậy nè các bạn. Uổng ghê không? Trời ơi, nó nặng dễ sợ luôn. Đó, không biết ai mà này, không biết người lớn hay nít đây mà chơi kỳ nữa. Bẻ nguyên nhánh là liện xuống đất cho người ta vậy nè. Chắc lỡ vậy. Rồi. Cái mũ của cây cherry giống mũ gòn, mũ chơm quá ha. Mũ chơm thì nó... Cherry đây, ai mua cherry không? Gia đình của hai vợ chồng chú đó coi con quá chừng lý nhí không. Năm đứa chứ nhiều, em mà năm đứa như vậy tóc tai em hả giống như là cái ổ quạ luôn á, chắc là cái miệng hay tới mép tai luôn. Trời chắc mình điên luôn á nếu mà năm đứa con nhỏ như vậy nè. Trời ơi sao mà giỏi thế. Đây các bạn ơi, đây một phát ở đây rồi, bây giờ mình chuẩn bị về rửa rồi đi. Xong rồi đi vô tính tiền xong rồi mới đi về chứ chưa tính tiền mà hả, đi về tao quýnh. Mình ăn cũng no quá rồi. Thôi kính chào các bạn nha, thôi bye các bạn, hẹn các bạn cái video kế tiếp. Ồ,
Rồi các bạn nhớ ủng hộ cái clip mình nha, nhớ đăng ký cho mình. Cái cây quạt gió đó các bạn, ở đằng xa nhìn thấy như chứ mà lại gần nó khủng lắm. Đại ca ra đây, đại ca ngồi, đại ca chích trước khi đi về. Trước khi về chích điếu. Để về nhà cũng 20 phút à. Chích cho bổ phổi đấy các bạn. Phút cho nó bổ phổi. Chích uống cà phê đó. Mình đã ăn berry rồi, giờ mình uống cà phê. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn thích, các bạn bấm đăng ký và ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.